Lô em, chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Hiện tại đang ngày thứ 179 em à. Tập trước thì mình cũng gom được kha khá, mình hoàn thành được hai cái nhiệm vụ. Và hiện tại đội hình của mình đang bị thương 6 người, thì ba người cũng chuẩn bị hồi phục rồi em à. Ba người kia thì cũng hơi lâu, 1 tháng và 2 tháng. Ok, thì kho vũ khí của mình hiện tại vẫn còn đang bị khóa em à. Tập này mà cố. Ý, bỏ assassin được được cộng lại nè. Thôi, để anh tiền đi. Lúc đầu nghèo, lúc sau nhiều tiền mới nuôi assassin nên mà bọn assassin dễ chết mà ai hôm bữa có thằng Vindicate làm cái nó cút luôn. Ok, bà này đã nghiên cứu xong cái việc mà đầy warp thì mình được cộng thêm một willpower. Bây giờ tôi sẽ mở thêm một slot. Một slot thẻ bài nữa em ạ. Rồi nâng cái chiêu hồn máu này. Là ngon. Ok, tiếp. Tôi sẽ di chuyển qua trung tâm, giữa trung tâm tinh. Xong nghiên cứu xong cái bệnh viện luôn. Quán này phải nâng cấp cái nhà máy server to trước anh em à. Nâng cấp cái nhà máy server to trước. Hiện tại cái nguồn server to cũng đang khá là thiếu thốn. Phải nâng nhà máy server to, kiếm được server to nâng cấp mấy cái pháo năng lượng rồi đó. Ok. Đợi thôi. Gì có sự kiện gì đó. Mỗi lần có sự kiện là thấy quả chè không đọc được nữa mà. Commander, your men have been giải đấu from the halls of Titan for too long, and I fear they risk losing touch with our traditions. The exigencies of a campaign. Tổ chức một cái giải đấu gì đó là gì á? Commander, we cannot be distracted by such trivialities. Hầu tổ chức một này là tổ chức giải đấu nhỏ, này tổ chức giải đấu to rồi phải không? Giờ thì mấy cờ nang mình sẽ gặp rắc rối to, nói chung là đánh nhau thì chắc chắn là bị thương rồi. Mà làm vừa lòng này đi, ông muốn gì ông muốn tôi vừa lòng ông thôi, ông khóa cấm vận cho tôi, mở khóa cấm vận tôi là được. Này gặp tôi cầm tay hả? Contest of arm là cầm tay hả anh em phải không vậy? Tự nhiên tổ chức cái contest of arm này phải cầm tay không? Cuộc thi cầm tay hả? Hay là arm này là vũ khí? Tôi cho nó thi đấu mạnh luôn. New talent luôn, là ngon luôn nè, cho thi đấu mạnh luôn. Nó đánh nhau đi để. Rồi, nói chung là mình tổ chức một giải đấu để fan nhau. Bây giờ Bloom thì giờ đang lan ra, như mà tôi nói, chúng ta không có thời gian cho mấy cái này. Nó nhiều quá, mà chống ông này ông cấm giận chích cha luôn cái đám giờ. Sự hy sinh sẽ mang tới cái gì đó và bla bla, nói chung là mang đánh nhau thì luyện tập đánh thêm sức mạnh thôi. Và kia thì bả bực mình, bả bực mình kệ bả đi đó. Nhưng mà estat vui, estat vui thì được lấy thêm kinh nghiệm đúng không? Tất cả cana cộng thêm một willpower, ui ngon, ui ngon. Nhưng mà đánh nhau rất là bé quét. Shippo nó là quýnh ăn, Shippo cộng talent, Shippo thấy ok. Shippo hoàng và sắt, nói chung là quýnh thắng. Còn những người thua là West Cup, Vương Chương và Henry. Rất đen. 45 ngày sẽ cộng thêm một willpower này, không phải dịch diễn anh em, không thơm gì đâu một game. 45 ngày cộng thêm kinh nghiệm ok. Nói chung là chịu lòng cái này đi, chịu lòng người này sẽ mất lòng người kia thôi, nhiều khó. Ôi nãy ai được thêm talent cơ? Shippo hả? Rugen lên cấp luôn nè. Wow, Shippo lực thế. Mà Shippo còn có một team mà. Shippo sắp về chú đế. Shippo sắp về chú đế mà Shippo lại được thêm talent. Shippo bình thường là được hai cái đầu đạn, giờ được thêm hai cái đầu lâu nữa. Cơ Shippo lên cấp thì mình có thể nâng qua nhánh này để gài thêm đầu đạn nữa mà. Đấy. Nếu mà vậy thì mình có thể nâng qua nhánh này để mình lấy thêm một cái đầu đạn nữa. Thêm cái ba lô đầu đạn nữa. Để gì đây? À ok, đánh dấu. Cái này nó dài thêm một tên nữa. Tại sao người gần chết lại là lại chiến đấu anh dũng hơn mấy kia? Hoàng cũng lên cấp nè. Hoàng nâng thêm một cái ba lô nè. Quáp chạc thì sẽ cộng 3, ok.
này gọi là truyền Action Bond với lại truyền Viewer qua. Rồi tiếp theo là sắt. Đây là ba người thắng cái giải đấu ở đây mà. Thì sắt cần cái gì đây? Sắt chắc cần thêm cái ba lô này. Ba lô rồi lâu. Ok. Ngon đấy. Nhưng mà bị thương cũng nhẹ nhẹ không bị thương, giao lưu gì thôi, bị thương nhẹ thôi gì đâu. Đỡ thôi. Ok, có nhiệm vụ mới luôn. Đây có thùng hàng luôn rồi, cái này cái bảo áp nãy có bảo áp đây này, mình đấu cứu hành tinh này được cũng 2-3 lần. Giờ nó đầy 5 phát luôn. Đi qua đây tốn 2 điểm, qua đây lên lại tốn 4 điểm. Nếu mà qua cứu hành tinh này sẽ cứu được luôn hành tinh này, còn nếu không cứu hành tinh này là hành tinh này về năm sau là exterminator nó luôn. Này đủ gì? Giết 8 thằng vũ khí cận chiến. Hơi khó nha. Họ đặt một hàng pháp sư ở đây được rồi đó. Tôi thấy thằng pháp sư ở đây được rồi đó. Ok. Thì mình phải gom lần hai vụ nữa mà. Này tăng 3 thôi gì? Tăng lên mới lên 3 thôi gì? Đi qua đây thì cứu được hành tinh này luôn, còn đi nếu mà đi qua đây thì đâu cứu được hành tinh này kịp đâu. Đi qua đây thì cứu được hành tinh này luôn, tại vì cách đây chỉ có 2 ô, đi qua đây thì nó thành cách 4 ô. Ok, làm phát 2 nhiệm vụ đi, kiếm miếng tiền phát. Mình đặt pháp sư vô thì nó trừ 2 điểm lây nhiễm xuống cũng đỡ. Đỡ được phần nào. Rồi, 10 sơ bia to luôn. Thu học 2 hạt giống. Du Vương Tăng nghỉ ngơi đi. Hoàng vô. Hoàng 10 ngày nữa hết bị thương. Vô Vương Tăng cố gồng thêm phát nữa đi. Ok, Henry. Con đội hình này nhiệm vụ nó sao vậy? Hai sao cỡ cho vô đánh luôn đi. Hai sao gì mà vô đi, khỏi phải chỉnh nữa anh em à. Vô cho mấy người kia dưỡng thương đi, mấy này đánh được hai sao gì thôi, không gì hết. Ôi gì lát vô hành vô gà bả lại căng. Mà nhớ phải thu thập hạt giống không là lại phê nhiệm vụ. Chỉ huy mình ổng ác thiệt chứ. Nói chung là ổng ngồi ở nhà thì ổng thích tổ chức gọi là văn nghệ rồi bla bla. Buồn buồn ổng chửi mình, ổng khóa khôi vũ khí mình. Mà giờ mình tổ chức giải đấu với ổng vui, ổng cũng chưa mở khôi vũ khí cho mình nữa. Cái đậu phộng. Vậy là thấy không được rồi. Cộng thêm quả ai được talent là không được, ship bộ gần chết lại được talent. Hài hước. Hai Bishibo lên cố lên cấp được cộng thêm một team nữa sao? Hai Bishibo nóc hai phát rồi. Ok. Dù. Moon spawn located. Teleportation converging on an abandoned transportation hub. Our enemy's strategy is clear. The bloom settles in our Imperium's collapsed infrastructure, safe from watchful eyes. But close enough to the huge populations it plans. Map cầu đó. Map này ghê vãi đái ra anh em. Vô, chuyển. Thôi từ lúc nào cũng đứng đó mà. Map này thân quen đó anh em, kiểu rất khó quá mình, cái mình nhớ nó nhất luôn. Mắt kia thì không có ấn tượng lắm. Lên xô cái mặt ra đó thấy luôn. Không thấy. Không thấy đứa này thấy nè. Đó. Ok, bỏ máy vào ba cung tích. Bỏ máy thì thôi. Trời, mày xô cái mặt mày ra là mày xong rồi.
có đem súng xuyên giáp mà. Này lúc nào xã hữu phải đem súng xuyên giáp rồi, giờ có bọn này không đem súng xuyên giáp làm sao chơi lại nó đây. Lên bắn tới là lộn. Ôi nhưng mà xa quá không đủ đam, rất căng. Bắn tới nhưng mà xa quá không đủ đam, không đủ đam để giết nó này mà. Hoàng có chuyện, Hoàng không chuyện được, Hoàng không chuyện sẽ bon được. Mình chỉ có thể lên tới đây thôi à. Khó, đợi xíu. Nó đủ. Vậy chỉ có gọi là dồn vô giết nó chứ sao giờ. Dồn bằng mấy thằng cận chiến á. Sao con này 8 máu vậy ta? Bình thường có 6 máu à. Đùa nó tiếng quá gì nè. À, cũng 2 máu nè. Ok. Yes commander. Yes commander. Lên cưa nó. Chỉ tao lên đây hết rồi. Lên đây nghĩa là đồng thời với việc là mình sẽ bị tụi nó đập quá anh em. Này nó chí mạng nó cũng chả chết được, chí mạng cộng có 2 đam hay gì vậy. Đồ đứng quá này nó bắn cái quả meta gun 93 ha. Ngon luôn. Chí mạng là chết. Trong cậy 10%. Ừ rồi, hai phát không hồng phục đó. Không lại. Ui, nhưng mà bắn được 2 phát. Xin. Xin. Ok, bắn đi, ghẻ tao đi. Ui dạ. Cái đậu hồng hang tăng cũng bắn. Mạnh đấy mấy con trai. Lên. Đủ tăng, lên giáp. Mùi giáp, huyết châu. Này châu cũng ngang ngửa hoàng rồi đó. Mày láo này, nhưng mà hoàng rồi có chiêu chuyện giáp, chuyện spawn, còn lưu tăng không có. Ok. Có ai đâu, ai đúng không? Có anh đi mất nhiều máu vậy mà chắc không sao đâu. Rồi luôn, chí mạng quá chứ, chí mạng luôn. Thơm. Bốn máu không đi. Bốn ba máu hơi lỗ xíu. Quả đó bơm 9 máu mà bơm có 3. Bị lỗ 2 viewer. Giết mày luôn rồi, xin lại một viewer. Ok. Chuyển. Chuyển. Standing ready. Dụ nó ra đó, thường công cái quả công ngay cái cầu lúc nào cũng bị thiệt hại nặng á anh em. Lớn. Rồi đây kiếm cơm mấy nhóc. Cổng chi viện bên đây. Cơ nhưng mình đâu có đem chắc. Ồ quên, mình không cài lũ đạn vô. Tập trước thì mình đi cái map kia tại vì nó không có gì nữa mà không cài lũ đạn vào. Quả này không cài lũ đạn là toan rồi. Map này mà không có lũ đạn hơi toan. Cơ đây luôn được. Cơ đây đi. Lên giáp. Bắn được. Bắn tới luôn á. Không tới. Bút giáp qua này đợi. Xử mấy bọn chi viện chút đã. Ok. Này cũng không khó rồi cái gì.
vẫn là câu chuyện tăng cơ mẫu mực. Còn ngoài hít thì lên đây. Chạy qua đây. Nếu này chắc cái cây bắn không dính rồi, mình không thấy cái cây được là nó cây không bắn dính mình được. Cơi nè. Cơi nè. Ok. Hèn tên. Mày tụi mày không đẩy lên thôi, nó luôn đi. Ê cơi. À phá chỗ cô à. Ok mày luôn. Chạy qua đây. À cơ hoàng. À lòng cơ luôn tan. Bỗng sao sắc. Bỗng sắc. Nó không bắn hoàng. Cứ bỗng sắc. Cơ. Bỗng sắc luôn. Nó không hề bắn hoàng anh em ạ. Há đù. Mấy thằng láo. Há đù bắn gần chết luôn. Cái gì? Ok, có Chaos Spine Marine và ba thằng Boss Walker đang chạy lên. Và nó căng căng ở chiến trường bên kia. Lên. À đây đây đây, thơm thơm. Tôi tưởng không bắn được hết bốn lần bốn hàng chứ. Xin. Ngon liền, đi vô gạt nó đi Henry ơi. Henry đang chém chí mạng thôi, Henry cầm cái cuộn kia, cuộn sách kia vô đang chém chí mạng thôi. Lấy được tuyệt kỹ rồi là đỉnh, tuyệt đỉnh công phu, ở đậu, đậu họng đó. Không đánh được. Chịu. Chạy ra đây. Đây là trận chiến của hai thằng tăng cơ. Bố giáo. Bố mà không sợ tụi mày đâu. Hút máu nè. Móc chạc luôn nè. Không gì ngoài châu. Bố giáp rồi. Chạy qua thọc này luôn được. Ok. Xin. Xin. Lên giáo này phải chịu đánh đổi nữa mà chạy đây thế nào mình ạ. Cũng mang một đống đam luôn, chắc chắn là như vậy. Ba thằng này nó bắn thêm cây bắn nữa, bốn thằng, năm thằng bắn. Cười đi, cười giờ sao. Gà đạn. Mình có thể vẫn giữ trận địa ở đây cũng được, không gì hết. Mình nhích cái là 6 đam. Đợi đi, đợi chi viện qua. Coi. Không, không di chuyển là không ăn 6 đam gì. Đánh vô, chạy được. Rột tét mi. Còn nang nó bông máu nó không la làng à. Yên tĩnh thế. Rồi tiếp tục bắn vô lưu tăng. Chạy qua đây bắn luôn trường. Nó đang bắt đầu đội hình, nó đang bắt đầu chạy tản ra rồi. Ui thằng nào móc sau lưng vậy. Sắc rồi, sắc rồi thịt bò mà tôi tưởng sắc tăng cơ. Sắc liên tục bị liên tục bị bắn. Rồi phá giò sắc luôn. Hả tiếp sụp bò. Tiếp sụp bò. Chạy qua đây là mày xong rồi. Mày chạy qua đây là mày xong rồi. Úi không chết luôn à. À không đủ action ball luôn. Cơ bút giáp lên. Bông máu rồi bắn kia chết một thêm một willpower nữa. Từ mình sắc cân 3. Gì mấy thằng cắt ké này. Chấp hết. Bố mày chấp hết. Xin. Một hạt giống. Úi. Không tính như vụ luôn à. Chết rồi. Vậy là phải đi tìm mấy cái hạt giống ở ngoài rồi. Hình như có một cái ở đây. Còn cái nữa nằm ở đâu không nhớ.
Thường lúc nào hạt giống cũng nằm cố định nha anh em. Này, chạy qua chém này đi. Úi, chạy qua chém này là bị này đụng à. Your command. Rồi đáng. Weapon rearmed. Không bắn nó được. Không bắn được này luôn. Khó chịu chưa? Down. Nó đủ. Khó chịu chưa? Đùi phải chém này chết mà chạy qua được. Fake me nè, fake me. Ủa chém chết cụ mày. Dám chặn, thằng khứa đứng này chặn được cái đường hay á. Bao thấy người trí tuệ đó. Qua đây đứng nè. Mà đùi đứng đây bắn được kia không? Bắn được nào? Bắn được luôn. Bắn được thì bắn thôi, giảm lực cho sát cái. Xin. Xin nhãn đôi tay liền. Ok, kê vô vị trí của quân chương. Mình chạy qua đây. Rồi kê vô luôn. Rồi vậy hai người này đứng im thôi, đâu căng. Này chạy bị luôn đang chết chết. Tiếp tục bắn vô vị trí của sắt. Mình chạy kiếm góc bắn. Từ để mình dò cái map mình kiếm coi có hạt giống còn lại ở đâu anh em à. Nó kêu mình xuất hai hạt giống thì không phải là giết hai thằng giữ hạt giống mà được. Cái hạt giống nó nằm đâu ta? Ở đây là kế bên cây. Ok. Như vậy thôi. Vô chém nó. Đứng đây vừa bị cái cây thục dính à. Là mấy người kia chạy vô đùa đó. Rồi đó cho sắt ăn. Tôi ăn, tôi lấy mana, tôi bơm máu cho bro. 12 mana. Còn 8 mana nữa, nó lên 9 mana. Gà đạn nhẹ cái. Ok. Nó lành. Mày không bút giáp đi. Hai người đứng im luôn đi. Không dám cái. Không dám cái lỡ nó bắn thường còn đỡ bắn máu. Nó cơ gì sao mà chơi. Đợi hai tăng cơ lên phá thế hả? Căng thế. Cơ bắt đầu nó chạy qua nó cơ hai tăng cơ. Bắn luôn à. Không thèm cơ, bắn luôn. Này cũng chạy qua bắn luôn. Bắn hay cơ. Ồ, phá chỗ cover. Bắn vô 4 đam. Ui. Dính độc luôn rồi. Chạy chỗ, chạy chỗ, chạy chỗ. Chiến, chiến, chiến. Hồi vô tới đây là không bị cây bắn nữa đó. Xin. Mày chạy đi đâu? Mày đi đâu? Hỏi xin bo là mày chết. Rồi. À không chết được. Ha đù. Mày không tăng đam. Vô 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 vô. Thử thắng xong lên. I am here to serve. Đứng đây luôn. I am with you. Đây, cơ hội hút mana sắc ơi. Vô bro ơi. Không biết đứa này có bị bắn không. Nhìn gần gần vậy thôi chứ có khi cũng bị bắn thiệt. Bắn hơi đau đấy. À, đù không chạy tới được. Vào đây. Bu le tăm chém này thêm một cái nữa. Giỏi lắm, dụ cho nó bắn mãi cây để khô lắm anh em. Nó mà bắn, nó mà thấy nó bắn được hai thằng, nó bắn hàng ở hai này bên quân chương với lại để coi. Mày chạy. Mày chạy nè, chạy nè. Mày bắn ai? Chắc bắn hai thằng á. Thôi nó bắn bu le tăng tiếp. Tội nghiệp bu le tăng quá. Thôi nó tăng cơ vậy đi chứ sắc này sắc tăng thấy bà nội luôn. Ồ đứng khúc cỡ đó mà cũng bị bắn dính à. Vậy tôi thấy là chắc là ăn thêm một bắn nữa đó. Chạy qua đi. Nếu được ăn được cái cây ở đây luôn thì ngon. À,
đồ bu lê tăng cộng 100 chí mạng vô Demon, nhưng chém một này không bị không chí mạng. Không chí mạng thì Henry có thể làm được điều đó. Henry chí mạng là kinh. Vô chí mạng. Gì luôn. Hết chí mạng rồi. 14 đam, 14 máu. Đỡ, xả qua đó thì tem lại thốn. Được rồi. Không đủ đam dính rồi. Opening fire. Chí mạng này cắt. Út, chí mạng. Ui, hay. Hay quá con Chương ơi, tuyệt vời mày. Rồi thế này. Con Chương tập trước gánh, con Chương tập này cũng gánh rồi. Không, tập này chưa biết ai gánh, bây giờ ai cũng làm tốt nghĩa vụ của mình. Có sắt là sắt gánh nè. Sắt sẽ bọt mà tăng. Tăng còn kinh hơn cả bu lê tăng. Lên. Nếu chút sắt càng giống nữa là ok. Trễ gì trễ. Còn thêm một tên bị dính độc nữa. Hai người giáp tơ phải chạy vòng quanh kia để cho hai giáp tơ chạy trước. Hết. Bọn này chắc gì chỉ có nhánh ở dưới thôi, nãy nó mới hiện tăng thêm một đợt chi viện nữa hay gì á. Đụ nọ vui quầy dò. Vui tăng lâu. Ừ, sắc lại bố máu bu lê tăng cái. Phải bố máu cái này mà. Standing ready. Đứng đi cho chắc không thấy. Đang bị quầy dọ dính độc luôn, không chạy theo kịp. Quay đi. Quay lại với ông đội cái, chạy theo không kịp. Đây. Cười, trả lời bông máu cái. Mà sụp bọt chân chính vậy thôi chứ. Làm đúng nghĩa vụ của mình thôi á. Tuyệt vời. Rồi ta le vô luôn đi. Số có mặt đó nè. Có nhiều thằng, 5 thằng. Vô phải lấy, phải bỏ một tên lấy hạt giống nữa. Một là mình có thể đánh từ từ vô, hai là mình vô mình đẻ cây mình gặt luôn. Mà tôi nghĩ là sẽ vô đẻ cây gặt luôn. Không muốn tốn thời gian những ăn này. À đù, những đời là không thấy đường để ta le. Không thấy đường để ta le, đánh từ từ cũng được. Không thấy đường để ta le đây mà. Sao á? Chạy qua đi, Henry chứ bắt lẻ thôi. Henry đứng bên đây là không hay lắm. Ba người này điên này đi. Nên không trời. Đủ hay là mình dồn qua mình bắt. Mình bắt lẻ bọn chi viện trước đi. Ok. Mình dồn qua mình bắt lẻ bọn chi viện đi. Chi viện với chúng tôi. Lên. Đứa này thế nào cũng ăn đạn. Đứa này quả bút giáp đi. Cười lên. Có hai lăng cơ nè. Nó bắn đi tụi bay. Vô bắn đi. Mèo có mèo Metagin với lại thằng Khứa. Ờ thằng Khứa không có Khứa Metagin nè. Metagin này chắc nghỉ Tết rồi nè mà. Không thấy nó ra rồi kiếm máu với anh em mình. Mà chắc dù hay sao không có Metagin đâu. Mấy cắt ké này gì thôi. Cơ bắt đầu cơ vô sát. Này chạy ra. Này cũng cầm Stone Bow luôn chứ không phải là Metagun. Không có Metagun thì gì rồi. Tốn hai acid ball nếu chém chí mạng hồi lại. Chém hàng này về, nếu mà chí mạng là ngon rồi.
hồi nó tìm bom nữa nó mới ngon. Hồi ngon luôn. Chém này xong qua bắt này luôn nè. Không bắt được. Nó đù không bắt được. Không bắt được thì bắn. Bắn được. Lên giáp. Chạy cắt ngang qua cái đường đạn luôn. Mất hết giáp luôn á. Vô. Dí này. Trời ơi, tăng cơ bổ được chưa? Cắt ngang hai đường đạn luôn. Cơ giờ nó xả hữu bổ mật nè. Bông khói. Còn bông khói không? Bông khói luôn đi. Giờ không xài bông khói khi nào xài. Đừng bơm khói hình cầu là được. Trời, tự nhiên lâu lâu chọn bơm khói mà cũng làm animation như cho nó ác ngầu ngầu nữa anh em. Tưởng chọn bơm khói hình cầu lại căng. Nghe rìa này hưởng được bơm khói không vậy? Mày có nào đi ngu vậy? Thôi, bắt công đứng nó không hưởng được bông khói rồi ăn đạn chết luôn anh em. Đây chạy qua đây mà đứng này bắn cũng ok mà nhờ. Thôi chạy bông khói đi. Ok chạy bông khói mà có full cover quá tuyệt vời rồi. Này móc xẻ này không móc xẻ được nào. Ok đi. Ok ok bắn được hai viên. Mày chặn luôn rồi. Chặn luôn rồi. Ừ mày chạy xuống đó đi. Chạy xuống đó là Henry sẽ chăm sóc mày. Hai thằng này Henry chăm sóc. Mấy này giờ muốn bắn vô cũng đâu cũng mất máu. Bông khó là bất tử. Trừ khi nó có metagin hay gì. Giờ hai này kêu quát cũng không bắn được luôn nè. Chấp hết. Trong vòng 3 tên này thì chúng ta bất tử. Ok. Rồi. 3 tên thì lộ lạng rồi. Hồi nãy mấy quả này tôi chịu nha. Mấy quả này. Mấy quả này thì giải tán. Giải tán á. Nó dám đứng trong một khói luôn. Cười quá. Cười. Cười dữ vậy tôi quay. Cười dữ vậy. Rồi chí mạng luôn. Làm gì cơ dữ vậy? Hỏi nó sinh bon không? Hồi luôn. Hột chai luôn cho nó chết luôn đi. Cút. Tới được mày. Cực cơ cực cơ. Thần chí mạng đang tới. Sát hủ. Hứt. Có chí mạng không? Rồi chí mạng luôn. Đây đấu súng nè. Rồi đây đang dậm trên chế bơm. Để xíu. Xích qua đây. Ui, không bắn được nó luôn à. À đủ. À đủ do khói, do khói. Khó thì mình đứng ngoài, đứng trong bắn ra cũng không mất máu luôn. Ủa? Sao bắn này được mà bắn này không được? What? Lũng. Bắn đường này lũng. Hai viên là cút. Ồ nếu chiếc mạng mới cút được. Chiếc mạng cũng cút luôn. Chiếc mạng cũng cút luôn em à. Cơ đi mà đứng đó bắn được thì súng này bắn không tới. Vậy qua lũng này đi. Hai thằng khứa này tụi mày định đánh vòng mà. Chạy qua đây luôn này cho nó sâu. Đó. Sâu là bắt buộc thằng kia phải đẩy lên thì mới lụm được. Mới lụm được sắt, không là không lụm được cái thằng khứa đứng cái mặt giống đứng đây nè. Ờ nó đâu mày rẻ hết quân của nó. Đùng. Cười. Chạy không? Mày chạy nè. Chạy nè. Cay cay mất trả. Họ núp qua nó full cover.
cộng thêm đen khói nữa, không bắn dính được. Chán đòn, chạy chạy. Another one down. Nghe ngầu á. Cơ luôn rồi, ghê rồi. Kinh nói. Đầu nó dầu vô qua mắt sắt. Cười cười vô vị trí của bu lê tăng. Biết bu lê tăng đứt châu. Gì vậy? Đi bù lô minh bắt tồ gì vậy? Trồng cái cây hả? Đù ghê vậy. Căng luôn hả? Nó giáp. Nào để lửa đi luôn vậy? Nó đù để lửa đi, chịu rồi. Bắn cây đi. Cây này sủi, nếu chí mạng là sủi luôn. Rồi, chí mạng rồi. Bắn này luôn không? Bắn luôn. Thôi sủi đi anh em. À đù, đâu có cái cây này nữa vậy? À đù. Bà sủi đâu tốt, sủi đây luôn đi. Henry với Henry với Bule tăng lên sửa đâu ra cái cây gì vậy? Tôi tưởng trồng một cây thôi chứ. Có chí mạng không? À, đủ không chí mạng là tán rồi. Này còn nhiêu máu rồi, 3 máu à. Đây luôn. Chịu lên đam thôi, chịu lên đam mới khóa cây được. Xin cây giống quýt cận chiến á. Nào đi ngang qua tác đích chăng. Hôm nay tiếp theo là sắt. Sắt có thể gọi là thôi bắn đi. Tội gì chạy nó chi. Thật thì lên đây, không thì thôi tụi mày đứng đó luôn đi. Ok, quả này núp vô đây, full cover. Thích thì lên đây. Á đù. À này nãy nó sẽ sống chặn đòn rồi xong. Bắn qua lửa. Kháng lửa luôn. Bắn vô bu lê tăng. Chạy qua kiếm sắt. Bắn sắt. Bắn được sắt, cái mãn nguyện rồi đó. Trừ action bon sắt, hút mana sắt. Để bơm vô cho sắt. Đủ quá, bắn dính luôn à. Bắn tới luôn à. Ghê rồi. À nó cũng cầm đại liên giống mình. Cry. Khinh vậy. Xin một mana. Này thì rút mana của tao. Đứng đây chắc nổ không dính đâu ha. Cười nãy nào bắn tao. Sao quá được phát bắn này không được vậy. Mày cản đường tao hả? Ôi. Ờ đúng rồi. Có gì cản đường tao hả? Theo là mày. For the golden throne. Chắc là dành cho khói bắn nó không được đâu mà. Mày láo này. Khói của lửa mà đâu liên quan. Bắn này đi, bắn đường này bắn luôn nè. Lên ô. Mày núp 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 núp. Núp 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 núp. Khúc. Hết đạn. Gà vô. Nhưng khứa này anh chơi được mình luôn nè. Khứa này nè. Khứa này chơi được mình nè. Ôi, chạy xuống hội đồng này đi. Chết cha, đứng đây cái cây bắn được. Ôi, giờ bắn súng được gì đâu. Bắn có một đam à. Nó đù chị đi vậy thì nó lại không đánh được luôn. Thành ra thành không đánh được luôn em à. Vậy đây đứng kê cũng được. Manh động là ăn đạn liền. Lỡ rồi về dọn hết bọn này luôn đi. Mà tele vô dọn cây là xong. Chặn đòn, chạy, chạy nó một chặt. Cây này bắn qua. Rồi dính độc luôn. Cứ hé cây là bị bắn, cây bắn xa luôn. Lại tiếp tục hút mana của sắt. Ôi chạy đó chịu. Sắt đâu có leo cầu rồi anh em, còn khôn á. Cúc. Execution. Execution. Khúc. Để coi sắt có băng cầu chặt này đúng không? Ở đồ luôn nè.
mà tốn thời gian quá anh em. Ăn có thằng chuyển luôn đi. Thấy rồi nè, có vision rồi nè. Vô. Tốn thời gian. Khứa vụ bố mày ra đó. Lấy hạt giống hoàn thành vụ luôn. Đấy, ngon lành. Hình như là mình làm xong hết rồi đó. Giờ chỉ đợi gặt cây hơn kia mà muốn mình ở đây cũng hơi lâu. Bốn cái sừng bon. Vô chặt cây đi. Chặt trong tin này luôn rồi đỡ mất máu. Từ mà mình chắc trong tin này là giết được luôn rồi đó. This come on. Chí mạng. Vẫn không chí mạng. 40% mà chứ đâu phải là 60% đâu. Khó ra. Ok, cua xong xả băng đạn là đi. Rồi xả băng đạn vẫn chưa đi. Bắn cái. Bắn cái xả băng đạn là lời. Là đủ đam. Xả đi dính bò nó khóc khét luôn. Khứa kia chạy kia định dụ mình á. Dụ sắt chạy theo nó hả? Xong 24 kinh nghiệm cho quân chương. Ok, một nhiệm vụ. Xong quả này không biết có gỡ cấm giận hôm nay khổ quá. Bốn mươi mốt phút luôn à. Nhìn nhanh vậy không mà chơi game này hơi kinh hơn cả đánh liên minh luôn á em. Đánh trận liên minh giỏi lắm, 2 phút đầu hàng. Nó ra 15. Chơi quả một trận của này bằng một trận liên minh luôn á. Có khi bằng 2 trận luôn á, lâu lâu gặp mấy trận khó. Hẹ chui vô, phải chui vô nhà núp thủ luôn. Khi bằng 2 trận liên minh luôn đấy. Cơ chắc cũng bị thương kha khá. Nó cũng khều mình được mấy cái. 4 tiền 10 Sobito to. Ok, giờ mình cũng giải quyết được vấn đề vì thiếu Sobito to. Vẫn đang bị cấm vận. Nguyên tan bị thương 3 người lên cấp. Bule tăng quả này có thể gọi là gồng chiêu này đến lên giáp. Mọi khổ đi. Nó chiêu quét kiếm nhỉ. Chiêu này là lao lên. Lao lên là kháng luôn cả auto, nghĩa là mấy cái chiêu mà cơ hay là cơ là không, mình sẽ không bị lướt đó anh em. Rồi lướt có cần lướt không hay là cần quét kiếm. Quét kiếm chém một vòng xung quanh knock back hết. Điều 4 đao mà knock back hết. Cấp lên là chén ra 6 đam. Mình nghĩ được cần quét kiếm hơn là ủi lên rồi. Mình sẽ nâng qua nhánh này anh em ạ. Nâng qua nhánh này chén cho nó có đam. Ok. Khỏi ngủ đâu. Ủi để support chân chính ủi rồi tăng cơ chân chính ủi là được. Ok vào. Một chiêu thêm một chiêu quét kiếm. Henry rồi ở đây, bây giờ chí mạng mới có đam nè. Chém có xuất huyết. Họ nâng tầm tele lên. Nâng cái tầm tele lên. Cơ nâng tầm tele luôn cũng được. Đấy. Quân chương. Quân chương thì bắn chí mạng thì cộng thêm 2 đam. Nhưng khả năng chí mạng quân chương thì gọi là không, đánh giá không cao lắm. Phải lấy thêm ba lô lũ đạn cũng được. Rồi lấy ba lô lũ đạn đi. Được là 6 à. 3 level nữa là full đấy. Giờ mình di chuyển qua bên kia thì cũng có vài người hồi phục rồi. Cũng có người thay rồi. Ok. Xong quả này nghỉ tiếp thôi. Đợi vẫn đang đợi gỡ cấm vận.
dưới 190 mấy rồi. Tôi nhớ 153 đúng không? 153 cấm vận, 198 hết cấm vận. Vẫn chưa thấy hết cấm vận. Mà chắc hết rồi đó. Để xem. Hay, hết cấm vận rồi. Tuyệt vời. Vũ khí không ngon lắm. Khi nào mới báo cáo chỉ huy 12 ngày nữa hả? Cười, cỡ để dành tiền để báo cáo chỉ huy luôn được. À, đù nhiệm vụ tử thủ quá. À, mai nhiệm vụ tử thủ lâu lắm anh em à. Không phải làm rồi chứ sao. Thắng mà không gà lũ đạn, ok, được. Một tiền, sẵn sàng không cho lũ đạn luôn. Lũ đạn khó không cho luôn á. Ok mày. Họ thay người đi. Thương nặng quá rồi, bu lê tăng cũng thay luôn đi. Hoàng đâu? Hoàng hết bị thương chưa? Hoàng 4 ngày. Hoàng say 4 ngày nữa không để tao yên. Ô, chịu khó đi bro mà. Quân chương thay đi. Quân chương thay bằng Sipo. Sipo, ỏ Sipo lên được 2 team rồi nè. Ngon. Ý, có sát hàng định không? Không có một lợi quân à. Có một lợi quân cũng không biết được. Cũng không biết được là chắc là lợi quân gì. Mà cái này nó cũng dịch chuyển quái ra tùm lum mà. 6 đợt chi viện cũng không biết được. Mà chắc kèo, để chắc kèo thì nên cầm súng phá giáp. Súng xuyên giáp. Mới vô mà có cây xuyên giáp này ngon. Xin đi. Đây nội tại là gì? Có gài đạn nhanh nè. Ok. Mình sẽ mặc cái giáp cộng thêm khả năng focus à. Ok. Yuchi sẽ thay cho Henry. Yuchi được cầm lũ đạn. Yuchi cầm chiến mạng không? Không cần. Yuchi cầm cái xích tình nè. Cầm cái mana hả? Hỏi cầm chiến mạng đi. Yuchi chém chiến mạng cũng không cao đâu mà. Cầm cái mana trên kiển pha thì được. Ok. Bô thì cầm gì đây? Chiếc mạng cận chiến thôi, cầm thêm đầu lâu bông máu đi. Ok. Nó không cho mình cầm lựu đạn. Sát thay bằng lựu đạn. Hoặc là wake up. Wake up đâu? Wake up không làm gì cũng bị thương nữa. Á đù. Lựu đạn đâu? Lựu đạn 5 ngày nữa lành bệnh. Lựu đạn cũng giống như Hoàng. Tao sắp lành bệnh cũng không để tao yên. Thôi, chịu khó rồi chứ sao giờ. Xin gheo giáp chạy nhanh. Rồi cái cưa. Mốt đi có nhiều vũ khí thì không cần phải giành nhau vậy nữa. Bây giờ không có phải chịu. Rồi xong. Ai cũng cầm vũ khí cường quá rồi gì. Không cầm lựu đạn. Rơi vào. Rồi để xem. Hành tinh này trụ được mấy ngày nữa. 2 ngày. Chịu. 4 ngày mới hồi phục. Không vào không đi. Dù 6 đội chi viện đúng không? Làm nốt lẹ. Cái này mà gặp mấy con mà bỏ máy chịu anh em mà. Bỏ luôn, bỏ chốt chặn luôn á. Gặp tụi nó xả pháo chịu gì nổi. Tụi nó chỉ muốn khóc thôi anh em.
It appears the Astra Militarum garrison tasked with guarding my servitors have retreated to this ruined cathedral complex. All specs readings indicate demonic presence in the area and increasing warp activity. Combat has already begun. Eliminate the demons and protect the sanctified servitors. The guardsmen's lives are of no consequence. Alo. Mới vô thấy có thằng núp. À quên phải. Mấy thằng Servitor gặp mặt giống. Này đồng minh phòng thủ. Sao nhìn bé bét vậy tụi anh? Nhìn bé bét như vậy. Ok, có lẽ mình sẽ thủ hai chỗ này. Từ để xem cổng nó mở đâu. Bên đây. Chỗ bên đây à. Sao chỗ này cách xa vậy qua. Tôi tính thủ chỗ này với lại chỗ chính giữa á. Kiểu nó cũng gần gần nhau á. Chỗ chính giữa nó có hai round. Chỗ này nằm ở dưới. Húi. Được thì mình giữ chỗ chính giữa thì ngon hơn. Tại chỗ này nó là hai round. Mấy chỗ này thấp, chỗ, bỏ chỗ này. Ok, mình sẽ thủ chỗ này. Với lại chỗ này. Cảm giác nó xa quá vậy. Chỗ này với lại chỗ này, hai chỗ này gần hơn nè. Hai chỗ này gần nhau hơn nè. Bỏ chỗ kia. Ok, bỏ chỗ này. Chỗ này sao á? Cảm giác nó sao á? Không phải cảm giác nữa, nó xa thiệt. Ok, tiếp theo là chiêu quân thì Yu Chi sẽ đi với Yu Chi đi quanh đây đi. Mấy quả lăn xả để Yu Chi. Ok, Shippo thì chắc chắn là đứng 2 round. Xạ thủ thì chắc chắn phải đứng 2 round rồi. Our salvation has arrived. Vậy ai đi? Hoàng đi với Hoàng đi với Shippo đi. Hoàng sẽ gây sự chú ý cho Shippo bắn. Rồi Yuji thì có lẽ lăn xả cũng hơi kinh. Yuji sẽ phải đi với yêu đảng rồi. Nguồn đội hình tinh nhuệ nhất rồi. Đúng không? Hoàng 4 người khai hình Trung Quốc nè. Cái series này lâu tới mức cái tập 1, cách tập này lâu tới mức mà tôi không nhớ ông Hoàng là ông nào ấy. Một mấy người kia tôi nhớ. Ông Hoàng comment là ông nào. Tự nhiên đặt tên Hoàng luôn. Chắc là cái livestream đầu tiên tôi chơi game này mà. Tôi ông xin tăng cơ, xin tên Hoàng, đỡ tên Hoàng luôn. Tới giờ. Tự nhiên cái đó bụng quá thì phải nhai mấy cục xin gom đỡ. Ok, nó mở cái cổng ở đây. Mà đủ tính là thủ ở đây không luôn á. Có bỏ máy luôn nè. Tính ra là cái map thủ. Trong khi cái bọn kia thì càng lúc nó càng mạnh lên. Mà trong khi quân thủ của mình thì nó cũng vẫn vậy. Rồi tôi tưởng tượng mà con pháo này nó cứ nhắm vô thằng này nó bắn người xong này nó sống vậy. Khá mất cân bằng lắm nè. Rugen, at once. Bắn nó. Firing now. Đâu? Mình đứng đây mình cơ được hai khu. Mình cơ được khu này với khu này. Tôi không biết là như nào. Ơi, cho Hoàng, Hoàng đâu à? Hoàng ở đây luôn à? Hoàng chuyển assemble qua cho Shippo đi. Ok, bắn hạ con đó luôn đi. Cho Hoàng đứng kế bên Shippo nhưng mà Hoàng không có tech, không có chỗ cover thì có lẽ nó sẽ bắn Hoàng chứ nó không bắn Shippo. Tôi nghĩ vậy. Có bắn đường này luôn không? Bắn được luôn. Anh em về chơi đi anh em. Ra chơi đi chứ. Có bắn cover ở đây. Có bắn yểm trợ ở đây. Xin. Lụm nó. Thao. Ok, chạy xuống đây luôn đi. Chạy qua đứng thủ trước đi. Đây mà nó di chuyển ra thì chắc có giỏi lắm, nó đứng đây hoặc đứng đây.
Ok. Đây thì chém chết thằng này. Chém chết thằng này núp vô. Chém chết là hết sambon luôn à. Rồi giờ Lưu Chi ăn một đống đạn vô người rồi. Chi bị hai kia bắn rồi. Bọn này solo đi. Cố giữ cho đừng có thất thủ rồi nó móc sườn tôi, nó móc sau lưng tôi. Bọn này mất hủ nhanh là mình bị móc sau lưng. À đù, tôi thấy là thất thủ nhanh luôn á. Lấy nữa quân mình nó phải có thêm lính thủ mạnh anh em. Kiểu có bọn bọc phá gì với bọn công an thì xong chịu nổi tụi này. Trong khi bọn này càng ngày càng mạnh lên. Chịu. Ok, tụi nó bắt đầu di chuyển qua đây. Khá là đông. I am here to serve. Praise the Emperor. Lắm. For Titan! The enemy is wounded. À đù, đây dính lửa à. Bắn này đi. Chuyển qua giết này luôn không? Thôi dịch chuyển qua mà nó không hỏa sinh bon lại toan. Lui rồi thôi. Lui chỗ nào có chỗ che. Đây. Ok, hai người này giờ thủ lại góc này đi. Quay lại vị trí của mình đi. Được cái thủ chỗ này ngon nè. Đấy, đứng ngay đây núp đây cười ra là bắn. Thơm quá thơm. Địa hình quá ok. Đây ra ra bông máu vô Chi cái. Chi cũng đang bị thương. Này lên phá cái lửa ra đi. Cơ lên đây. Bắn cái lửa ra. Đấy, tụi mày muốn lên hả? Địa hình quá ok anh em. Bọn này chịu rồi, bọn này không có mình phụ rồi tụi nó chết chắc. Tôi nghĩ quả này chắc bảo vệ được có một thằng à. Tại vì lát nữa mà căng quá, thế nào cũng co cụm lại thủ một chỗ à. Nó xả pháo vậy. Trong khi bên mình toàn công an thôi. Chịu. This can't be happening. Get to cover, guardsman. Nó sợ rồi, nó bị ban kích này. Call the medic. Nó bị hoảng loạn rồi, chắc chạy vòng vòng. Hồi ấy xong rồi, cơ gì chịu gì nói. Hồi nãy nó do thám thì là một lợi quân. Cái tôi thấy cái nhiệm vụ này nó bị lỗi quá anh em, nó bị mất cân bằng quá. Kiểu làm vậy mấy anh em mới chơi đừng nên làm mấy nhiệm vụ nha. Bình thường thì không có được nhiều á. Mà lúc mà kiểu nó sàn tiên tri để quét thì có một lợi quân à. Mà cái này đủ 3 lợi quân luôn gì. Kéo Super Marine, tụi lính, còn tụi pháo nữa. Ông Malazada. Bọn này không di chuyển luôn à. Chuyển tôi bút giáp tôi chơi tiếp. Để rồi sắt du chi còn đang cạn xử lý bên kia nữa. Ok. Tao mệt mày quá. Đứng đây cũng phiền với mày nữa. Đi. Thấy mày hơi phiền rồi. Giết thằng với tay le chưa? Chạy qua đây. Qua phụ sạc yêu đảng á. Đồ cơ lum gơ ha. Ngồi bán không được.
Chịu. Standing ready. Muốn bắn được là phải có người dụ nó cầm beta gun không? Không, xong bâu hết gì. Lên. Xong bâu hết thì lên nó gồng dụ không à. Mười giáp hình như chứ cũng ăn 2 đam. Bao nhiêu acid bomb, ok. Cơ vô. Đây. Đứng này không bắn được. Cơi ai trời, nó cơi mình nhưng mà vấn đề là mình không bắn được nó. Hồi đứng này vẫn bắn được nó. Thì lên. Xin. Yes, commander. Lợi hết tay dài. Advancing. Mình đang phát thủ. Ồ, mấy này biết khôn, mấy này biết chạy khỏi dùng bơm anh em à. Vậy nó sẽ sống lâu hơn xíu nữa. Good shot. Taking point. They won't get me here. Emperor, protect me. They won't get me here. Bốc giáp rồi. Mở năng. Rally, fools. Your fate shall be. Băng qua lửa đi. Rồi, tắm lửa đi. Để lửa cho đồ ăn mà. Đừng lấy bình nước canh em mà. Ok, bọn này vẫn đang gọi là nỗ lực, gọi là gãi ngứa hoang á. Bắn lẹ, mất công quân chi viện nó tới. Còn bao nhiêu đợt nữa? 2 đợt nữa. Má đông, nhiệm vụ này. Cương cũng nặng, cương đông. Đông như quỷ. Chơi nó. Lâu quá chết. Chí mạng luôn, xỉn. Xỉn nhẹ. Một gà đạn, ok. Bắn một băng đạn, cương nào chết cả. Lên quá. Ờ, không còn gồng. Ồ, đỡ thôi. Ôi, cơ là bị bắn luôn à. Không được, giờ vậy mất máu lại không ai gà đạn đi. Cơ đợi nó, tụi mày hít cơ tao cho đứng tăng cho mày chơi chứ. Mấy ông nội liền ra bắn phụ đi. Cái đậu phộng tụi mày bắn thì là không mất máu nhưng mà cộng một stun cũng ổng áp. Ổng áp cho tụi tao. Chứ đứng nhìn vậy làm gì. Yuchi. Yuchi chạy anh đây. Đây thì núp vô đây. Vô đây bút giáp lên. Ok. Thế nào tụi nó cũng băng qua đây. Không thể nào mà không băng qua được. Ok. Đây thì chịu. Đây tôi chịu. Đó anh tên nè, bắn thích bắn bắn đi. Đó mấy này nhớ bắn phụ nha. Vẫn núp. Không tới đâu mà. Tay mình đi trước cũng là cái lỗ. Tụi gông men đi trước mà cái lỗ. Nó tụi nó núp không à. Để mà mấy kia dâng lên cái tụi nó đâu bắn được đâu. For the Imperium. Ồ, có thằng bắn được nè. Nó lành, mặc dù là không dính. Không dính, full cover sao không dính. Đây, chạy đi ở đây, tan. Mình sơ vi to cưng. Cưng ba đạo quân.
bút giám để nó đẩy lên. Lửa đang đẩy lên rất là cực lực, nhưng mà quả lửa này không biết là tôi có chết hết không. Một thằng chết, bắn vô vị trí của yêu đảng nhưng không bắn được, full cover. Thằng này chết luôn không? Chết luôn này, ừ hay quá, để qua lửa hàng này, thằng này nó không chết, này trâu hơn mấy kia. Quả chưa action ball nữa, qua luôn. Ủa chết chưa? Không biết. Ủa máu lên. Đóng ba này trâu ác. Bắn vô vị trí của Hoàng. Hoàng này rất trâu. Muốn giết Hoàng cũng là một câu chuyện rất là khó khăn. Ôi ôi, không vô máu được. Để tôi kê Hoàng. Chiếc bô cố mà kéo một thằng chết chung đi. Để kéo một thằng chết trước đi để giảm ba thằng nó kèm vậy không có di chuyển được. Sợ bị to chỉ biết đứng cho nó lắm thôi, không biết làm gì cả. Tội nghiệp Sylvie to nhở. Chịu. Ha, tụi mày giữ không được lâu nữa, tụi tao chưa ly được hai đợt lính nữa. Ha, tụi nó cần kéo cái băng tới rồi. Chưa ly được hai đợt lính nữa anh em à. Này vùng này là vùng độc. Ok nhớ, này là vùng độc. Dậm vô là mời bị dính độc. Mà không ai đi qua đó đâu. Trong khoảnh khắc này ok, tiếp tục một đợt quân ở đây, còn một lần quân chi viện của nó nữa. Đây thì vẫn là tiến một bút giáp thôi. Kiểu mình không dám ra, mình chạy hít với nó cái. Có đù, nó đánh được mình luôn nè. Nó đánh được mình thì mình phải vô đánh nó thôi. Nó bắn được shippo rồi, phải vô đánh nó. Ui, nó đù chạy qua đánh được luôn kìa. Láo. Nó đù bình thường đi vòng như không bị gì chứ. Không làm được gì hết. Liều nó luôn à. Quả này. Bắn một cái. Bắn một cái xả đạn nó mới lời. Cái xả đạn nó có thằng chết. À đủ không chết luôn. Căng ngày. Không chết hả? Nếu mà núp thì Hoàng bị quýnh cũng hơi căng. Bắn thêm viên nữa thì nó không chết. Mà giờ xài phép bổ trợ thì nó lại phí quá. Không chịu đi. Cơ ồ dính này. Ồ biết vậy nãy bắn kia trước rồi. Dính ba thằng này vô. Ok. Đó. Giờ đỡ rồi chứ sao giờ. Hôm nay thì gì một thằng cúc nè. 10 willpower. Cũng là 10 willpower luôn. Chặn cái thằng khứa kia nó gõ quáp. Dù chi ta lại vô chơi đó bro ơi. Rồi hả? Gỗ quáp hả? Rồi phải mở sinh bon. Lũng. Giết thằng này xong ra giết thằng kia. Không đủ luôn. Another one down. Lũng này đi. Cơ cho nó bắn Yuchi cái nữa đi. Để Yuchi mất máu, không máu rồi cũng được. Xong. Chạy qua đây thủ bên đây nữa. Hai người liên một bãi cũng ok. Nhưng mà lát nữa bên kia kéo hơi đông. Holy Emperor. Ờ ba mày bắn phụ đi. Bắn phụ đi. Nó phá chỗ cover hết đó. Vẫn bắn không dính. Ừ có bắn dính có choáng là hay. Giảm được một quýt đam. Ừ bắn đi đúng rồi. Hay lắm. À đù, người đứng dậy cũng không. Tôi chửi cái sinh bôn. Phải giật. Khứa này.
chết rồi. Cái gì mà nó chạy được rồi? Ồ, nó chạy được rồi. Hoàng bị mất máu. Ui da. Má, không có dám nó bắn lần phát bốn đam, thốn chó. Cơ này bốn máu. Được. Tao thích mang bốn máu. Bốn máu nhưng nó vẫn đủ action ball để bắn. Nó khó chịu nha. Ồ, khứa này ra tới nè. Con xe tăng nó tới rồi. Ừ, đợt chi diện cuối cùng. Cửa ở đây luôn à. Mẹ làm sao để quay lại lên trên kia đây ta. Này bốn máu à, bốn máu mà không tốn action ball nè. Một là mình có thể, không, mình có thể đợi thêm một tên nữa. Bắn không tới. Giết này. Hết đạn. Rồi đạn vô. Cái gì mà khứa kia nó chạy được chứ. Rồi nó chạy được nè. Nó chạy lát hồi nó hồi lại. Được giá. Xếp bô giết này đi. Chí mạng đi. Chí mạng đi. Không chí mạng luôn. Bắn em viên nữa. Vậy thì chậm tiến độ rút lui thôi mà. Lúc rút lên trên lại. Khó. Này nhiêu máu? 7 máu à. Bắn viên này nhiêu đam? Bắn viên này có 4 đam. Chuyện ở symbol đây. Bóp chạc. Bóp chạc là 3 symbol. Mà mình tốn tới mình tốn tới 4 má symbol. 4 wheel over. Thế thôi để dành đi. Cái đầu không chí mạng dùm cái. Được phụ lòng của. Rồi phụ lòng rồi. Phụ lòng của Hoàng rồi. Không chí mạng luôn. Rồi tôi tự xử luôn chưa. Con mẹ nước. Chí mạng toan mà ru à. Bên đây. Mở lên tiếp một bên đây. Bên đây xong rồi gì. Bên đây xong khúc này rồi gì. Này chạy về đây. Bốn máu ra đi. Giờ giết người giết tụi nó mà không có hồi được miếng action ball nào lại phí quá. Ở bụi miếng Wilbur nào. Lên. Chạy qua đây. Họ nó xếp hàng luôn kìa. Quái thật. Tụi mày xếp hàng để chết hay gì. Hàng mấy này dễ. Coi vậy thôi, cho bắt đầu cho đảng qua diện bên kia rồi. Mình một mình Yuchi giết được mấy này. Mấy này người thường rồi Yuchi giết được hết á. Hàng thứ nó trốn được. Kê bắt đầu kê vô. Làm sao để kiếm góc để bắn khứa ở đây. Đó mới là một câu chuyện. Bắt đầu quân chi diện nó ra nè. Thôi lui đi. Lui lên trên đi. Mình có hai round mà nó muốn đẩy cũng khó. Hồi nãy mình giằng co á, mình đi xuống nó mới có lợi thế vậy. Mất cái lợi thế hai round. Giờ mình phải lên lại hai round. Giờ mình tụi mày cơ vậy tao chạy được. Không có lựu đạn phá được cái thế này cũng ngon nè. Chỗ vô bơm lửa chẳng hạn. Di chuyển. Tên là hai round đợi chi viện. Cái bro kia sắp qua rồi. Thằng phải dụ thằng kia, dụ cái thằng con bọ lên. Nó mà lên được tới đây là mình lụm nó liền. Đứng đâu thì tốt. À, chỗ này tụi này nó đứng hết rồi. Qua đi. Ok. Lên giáp. Rồi. Chạy qua đây luôn đi. Cái này đọc à, phải đọc à. Ha, phải đọc. Phải đọc phải đợi rồi. Cởi ra gây sự chú ý xíu cũng được. Đợi phải đọc tan lắm em mà.
Yuchi lon vô gạt tụi nó nè. Tụi nó bu cái tiệt kỹ nó pha lụm hết á. Để tụi nó bu đi. Lên. Lên giáp. Vô đây mấy con lợn. Đó. Trời ơi tụi mày đứng đó anh công an bắn mày chết. Đứng mà chỗ trống mà. Chỗ trống chi xạ ra cũng sợ. Tôi để từ để nó lên để tôi mới lên. Mẹ bên đây đông nè, bên đây quân nó đông nè. Cũng đang đợi. Ồ, nó phá sập hết tường đó. Nó quỳ xe tăng đồ vô nè. Tụi nó tự phá chỗ tụi nó núp luôn. Ngáo thật. Về chỗ đó là thành chỗ trống rồi đó. Cứ ra là xả thôi. Ok. Này đừng cầm theo phép dịch chuyển ngon. Tại vì đâu có xài phép dịch chuyển để làm gì. Mà mình cũng đâu có phép khác để gài vô đâu. Bắn mình gồng men. Overwatch. Ơi. Tôi thấy kèo thơm rồi. Tôi thấy hình như lụm được 4 thằng. Chứ tôi đếm không nhầm lụm được 4 thằng. Này đó xe lên. Chủ yếu là nhắm phá cái này trước nè. Để không nó phá chỗ cover của mình. Nó nó phá mấy cái chỗ cover của mình là mình toan. Làm gì mà mày được ý định như vậy. Khoan còn một quả chuyền Willpower nữa. Dư sức giết này. Chỉ cần giết được này là ok rồi. Cái chỗ cover mình không bị phá là đẹp. Đó đó đó. Tụi nó bắt đầu đẩy đi hướng này. Cái hướng góc này mình không khó thủ nè. Cái góc kia thì 2 round thì dễ thủ hơn. Góc này căng nè. 5 thằng. Ôi 4 thằng. Mà đọc quá. Xin 3 viên là cút. Hơn chí mạng thì 2 viên thôi. Có chí mạng không? Không. Chí mạng mà animation kiểu làm gì? Khớp đạn à? Ai gài đạn luôn rồi. Tôi có gài đạn nhanh mà anh em. Ngon. Xin một thằng. Bút giáp lên. Trời giáp tôi nó trâu vậy. Má giáp trâu vậy mới qua. Trâu vậy tôi đục cơ đi. Khứa nào bút giáp nó trâu vậy. Thôi có nó cơ chưa. Có nó kêu đảng kìa. Bố vậy ai dám qua trên kia chi viện. Đi cái là chết nha. Đi cái là chết á. Yêu chi. Cần thế. Cần thế mấy bro. Vô. Tự nhiên đường tụi nó khúc giáp châu vậy. Grandfather Blitzing. Chịu luôn. Đã đủ. Tôi thấy nó không ổn xíu nào á. Thấy nó không ổn ở đây. Ôi nó không ổn thiệt anh em ơi. Chết mẹ rồi. Ngu rồi. Tự nhiên đốt hết mana luôn. Ngáo mẹ người luôn. Phải đợi nó hết giáp đã. Chết mẹ chứ ngu rồi. Giật về gấp. Ủa nhiều mana quá cái phá. Má nhiều mana cái đi phá. Ảo ma. Ảo ma Canada. Nhiều mana cái mình đi phá. Hẹn nó có giáp vậy làm sao mà cơ. Làm sao mà tiệt kỹ anh phá. Sao yêu đảng có 12 máu vậy. Đợi rồi. Di chuyển gì? Ui bắn nó đi đúng rồi. Tụ nó vô gần xíu nữa. Rồi bắn nó đi. Này tụi mày chạy làm gì? Đứng mà bắn nó đi. Quay round à. What the fuck núp. Đem sĩ tử hết quá. Tụi tao gồng tụi mày chích cụ ra tụi mày chạy. Advance!
Càng 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 nó lên là hoàng bắn cái đầu nó. Bắn đi. Hoàng đâu có suy nhơi, Hoàng núp đã núp cover rồi. Còn bắn dưới bắn lên. Hơi khó cho nó. Ok, là tôi được bắn vô y đảng. Ha ha. Tự nhiên cái được răng ông nội nó phù hộ. Ông nội nó chắc cũng là ba ba nụ gồ. Ừ, mấy thằng này nếu mà đúng là kêu ba ba nụ gồ là ông nội. Thì bao bao Google đẻ không mới đi mình, mới đi mình, mới đi chuyền, chuyền nó giống cái này, mới răng, đúng kêu Boa Google bằng răng father. Tưởng vô chi mình cân hết đống này cũng hơi lâu. Tại vì bút giáp á. Phá được quả pháo nó đẩy lên cũng hơi khó, nhưng mà cái vấn đề là nó móc ngang đây nè. Ai sẽ đỡ cái ông móc ngang ở đây. Móc sườn như lại căng. Ôi giờ đâu có dám dân lên cầu hang đâu anh em. Thằng nào bước lên cầu hang là đó đúng dũng cảm luôn á, thiệt á. Alo. At your command. Xin một thằng đi. Đây là lúc. We're saved. À đúng, lúc này là lúc gì cũng biết nữa. Ha phèo quá. Nó tản ra, nó tản quá. Nó chạc luôn. Nếu mà hồi Action Ball ngon. Ừ. Action Ball nhưng mà làm gì vậy? Đủ đốt mà nè quá. Lên cua này đi. Đốt mà nào quá. Quả này không di chuyển được quan nào cả. Đụng phộng nó. Thế nào cũng ăn đàm mà bút giáp đi. Hai địch. Khó chịu. Đây vẫn là một câu chuyện. Làm sao bắn vô cái này thì đè được con thằng tao nó khôn quá. Taking position. Ôi, cơ đây với ba thằng luôn không? Đụng. Bắn dính bốn thằng nè. Chơi. Mẹ bắn xong quả này phá luôn cả chỗ cover của mình. Ngu người. Enemy down, enemy down, chuyền Action Ball qua, tuyệt vời. Chuyền Action Ball ra xả thêm băng nữa. À đù, cái chiêu đó không xài được nữa à? Ở chiêu nó xài hoài này. Xin thêm băng nữa. Cúp. Oh, lộn tiền, lộn tiền. Hết đạn nữa. Đạn nữa thì sao? Đạn nữa thì núp vô đâu? Chạy quay núp đi. Giãn nó ra. Ôi, ra núp bọn này nó móc qua, quýnh quên. Mà núp đây thì bọn này cũng bắt đầu móc qua quýnh nè. Hơi khó xíu. Chủ này núp. Wow. Trời, chỗ núp ác. Chỗ núp này ác. Xuống quýnh cận chiến được chưa? Giờ. Ủa, sao bắn được? À đù hết đạn á. Gà đạn rồi bút giáp không được. Câu thời gian xíu nữa. Sao quân chi viện sắp tới rồi. Bên kia sắp lo xong rồi đó. Ngon, tự nhiên đi ngang qua móc sườn bắn bằng lần 4 thằng chết. Tuyệt vời. Ha đúng có người chuyện ở Sinh Bon cho. Cầm súng càng kinh thật anh em. Như thế là lụm á. Mở hàng bắn thằng nữa là tuyệt vời. Chứ đừng có dồn vô bắn mình Yuki là được. Đừng mình bắn, đừng dồn vô bắn mình Yuki. Rồi Yuki sẽ mất máu. Hãy liền bắn cái vụ cuối đầu xuống nút luôn đi.
Ủa, nó qua tới rồi đó. Ui ui ui. Attack! Ui, nó tới rồi. Here's a good spot. Từ để nè, giờ nhà mình nhảy xuống dưới là mình full cover nè. Là mình sẽ xử được bang này. Hoàng thì vẫn tiếp tục đứng tăng luôn này thôi. Rồi bắt đầu tele, xài phép tele ra dịch chuyển ra gom một phát. Ồ, nó bắt đầu đẩy lên rồi, nó đã muốn lên cầu thang rồi. Nó xịt vô. Nó muốn lên cầu thang. Nó nhảy xuống lại. Nó không muốn đứng ở cầu thang lâu. Chạy qua đây có bắn được không? Bắn được luôn. Rồi. Yuki. Yuki vô gạt hai cái lỡ cút. Rồi chạy qua chắc bắn Yuki luôn. Đù. Nó không bắn một người, nó bắn hai người nữa mà. Giờ bắn ship bôi nhưng không bắn được. Ok, còn hai cánh quân cuối cùng đang đẩy lên. Đây gom lẹ này đi. Thôi lại răng Father nữa à. Hai gì vậy? Cái khúc này. Sao lại là khúc này? What the fuck? What the fuck? Tại sao lại là khúc này? Lại bị chở thêm một tên rồi. Không hay chứ nào ạ. Cút. Không leo được cho hệ chứ mà, khó chịu. Chuyển đi. Bộ đi. Ok. Hãy tiếp tục là câu chuyện. Câu chuyện ở đây là có thằng chết. Lên giáp. Lộng này. Ok, ok. Ok. Lên. Vô anh núp đi. Bọn kia đẩy vô rồi. Nay quân chương mình cân mấy này được. Hết đạn ở đây. Gài đạn vô rồi xong. Núp họ bố một cái. Núp. Đợi tiếp rồi. Hồi lên đây đi. Lên đây sợ quá. Nguy hiểm quá. Bọn này đang đi tới đây. Núp đây cũng được rồi. Ok. Cái okay, khi nào nó bắn mình chết không ta. Để xem. Đừng bắn Shippo chết nữa. Shippo Shippo xả hủ liều mạng quá. Shippo bị đau hai lần rồi. Mới được gắn em quả tim nữa. Giờ đau em hai phát nữa là đi á. Về chú đế á. Cố đi, quân chi viện sắp tới rồi. Căng này. Thêm 3 thằng Vlamorin nữa. Xử xong cái đống ở dưới đi rồi. Thì chạy vô luôn à. Hù mày. Kinh vậy. Dũng cảm vậy. Thật ra là mấy thằng khứa đó là mồi nhử anh em. Nếu mình mất vị trí á, thường là mấy thằng này lúc nào cũng chạy trước tụi Lamorin để gọi là nhử. À, sợ hãi, sợ hãi. Chưa mối sinh bôn. Để rạn vô, qua. Quá đỉnh. Rồi, sinh đồng. Cười núp. Chạy nè. Mất tay rồi. Mất tay là xong rồi. Tạm biệt mày. Thằng này. Mình chưa nâng cái chiêu được cái chiêu bắn mà gãy tay anh em. Giờ solo cái bọn này cũng hơi lâu. Được. Solo được hết á. Tụi mày đâu leo được như tụi tao đâu. Hồi đó bao mô tay quên huấn luyện tụi mày leo đúng không? Leo được
chết vậy thôi. Kỳ vậy. Đây rồi bắn cục này luôn. Bắn cục này là gông men ăn đường này. Mông bứt chỗ cover. Nè mình tạo qua chỗ cover luôn này chứ không phải là mất đâu đấy. Sao nữa? Đây chạy qua đây, chuẩn bị tham chiến. Chi thang này bên này xuất huyết rồi. Xuất huyết tự lăn ra chết chứ tội gì phải quýnh nó đúng không? Lên. Leo được. Reyna lại leo được mà tụi Deathgard không leo được nha. Chắc hồi xưa Boba nuôi mô bằng Motarion nó không muốn luyện leo tường nữa mà. Overwatch. They won't get me here. Giờ tụi mày chạy đây giờ. Ủa sao tụi mày lại có thể chạy xuống đó? Nó đù. Tại sao là tụi nó có thể lại có thể chạy xuống đó ta? Ôi tôi thấy giống người như Shippo quá. Ui. Ui có một Metagun hay gì á. Bọn leo mà riêng đâu có chậu đồ đạn. Ui Sobito đừng có đút cái đầu ra như vậy. Má căng này. Tự mình để mình coi địch còn bao nhiêu thằng nữa. Đồ thì ta le gai hốt tụi nó một mẻ luôn. Mà khó á. Thôi vậy dàn Sobito là chết rồi, bảo vệ được một thằng là được. Bảo vệ hai thằng cũng đâu có được tăng thêm phần hưởng đâu. Ui, thôi tạm biệt mày. Mày đứng đó hình như chịu bố nào cô vờ được đứng chỗ đó. Ui, vãi. Bắn cái quả viên pháo tới đây luôn. Trừ quá Sinbon cho yêu đảng, alo yêu chi. Rất cay. Nói kiếp này sống 10.000 năm nhưng không học được leo tường. Sống 10.000 năm nhưng cái tường này cao quá tao leo không được. Rồi đánh nhau luôn hay gì vậy? Ôi bài. Anh đùm. Thật hồn. Tại nó mặc đồ giống rồi em à. Tạm biệt mày. Còn 2 kiếp sau nhớ học leo tường. Anh trai hả? Cúc. Cái này là chết bởi vì không biết leo tường. Một thằng. Còn thằng dưới đây nữa. Mình đứng sát vậy hoài thì đâu có làm gì được mình đâu. Rồi thêm thằng nữa cúc. Easy. Rồi cho ăn tượng nè. Cho ăn tượng thì rất mà. Xuống giết này luôn đi. Ok. Núp hèn nhát. Hèn nhát nè. Xong. Bơm máu không? Từ không biết địch còn bao nhiêu thằng. 5 thằng hả? À? À đủ 5 thằng mà ở đây có 2 thằng rồi à? Chém này đi. Ui chém này không được, chém này không có giờ, không giờ lại được. Yêu đạn quắn được không? Yêu đạn quắn được. Mà thôi tha đó. Căng chỗ này là từ đánh từ thôi. Khúc này phải đánh cẩn thận. Kìa ở đây. Thế nào cũng chạy qua nó lụm Yu Chi à. Núp vô đây. Ok. Nó giết Sobi to đó mà xuống giết này cái mình phê nhiệm vụ lại căng. Không mà nó mà tôi thấy nó chạy xuống hướng đó là tôi ta lag rồi, 4 thằng ta lag liền. Thôi tạm biệt mày. Thôi. We must defend it. Đù nãy mình đếm là nó kiểu trong bóng tối vẫn còn á anh em. Chưa đủ số quân đâu, nãy dịch chuyển ra là 4 không. À đù nó biết nhảy xuống dưới nhưng mà nó không biết leo tường.
Chơi bắn Overwatch. Overwatch rất khôn. Rất khôn, không đi vào chỗ Overwatch của mình. À, còn trừ quá Sunborn vào Yuchi. Tuyệt kỹ Alpha, kích hoạt. Bóp chạc. Anh em đâu? Vô. Tới lúc rồi. Ôi, búp Action Ball Yuchi. Không đủ đi, gọi là truyền hết. Truyền hết ra Will và Yuchi. Rồi, này để tôi dồn hết nè, coi Yuchi quẩy nè. Thôi mẹ tao nhìn tụi mày hơi lâu. Nắm Action Ball. Giết. Một cúc. Một chai luôn. Một cúc nè. Chặt được cái tay này là ngon. Thôi để một mana để chạy. Để một mana để tele. Rồi xuất huyết. Sao không chiếu mạng vậy? Thà quên này không Henry. Giết luôn đi. Xuất huyết hai rồi rồi mày. Mày xong với tao. Bắt đầu tao mày hỏi thăm nhau nè. Trao đổi chiêu thức nè, từ lên đây ra vụ đó ra bắn. Lên giáp. Thằng Metagen kiểu mày ngu mẹ người đứng đó, tự nhiên cái tem tem lăn ra chết hết. Metagen ngáo mẹ nó người luôn. Cút. Bắn luôn đi. Không chí mạng được cái nào hết. Đúng là Yuchi rồi, chỉ có đi lia lính thôi chứ mà đánh 1-1 thì không mạnh bằng Henry. Henry đánh 1-1 mạnh hơn. Henry đi kèm người được. Họ bắn được luôn nè. Lợi. Núp 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 núp. Anh em của mày ngoài kia đang quấn lộn rất căng mà đây mày núp rồi. Núp nè. Mẹ bắn bật ngửa luôn. Núp nè. Núp. Rồi đây. Cho mày một cơ hội danh dự để quýnh solo với Hoàng đó. Mấy anh khứa này quay lại trận địa đi, tụi mày chạy làm gì. Ôi. Ôi dồi 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 dồi. Dù gì dù gì. À đồ quán chết đợi mình. Quán chết gold man của mình. Họ bố máu lên, đúng rồi, tao cho mày một cơ hội để solo với Hoàng. Gỡ lại danh dự của mày. Tiếng quá luôn. Ghê ạ. Chi. Vô chém nè bro ơi. Chai luôn đi bro, dụng hết. Cho con Metagen này cúc. Hai người kia với người kia là xong. Quá tuyệt vời. Xong vụ. My focus fails, man. Hội đồng tham. Người láo này. Mà không phá được súng của nó còn lại không hay. Tại vì Metagen thì đứng gần nó vẫn bắn được. Solo một một mày. Bốn đam. Du. Ôi chứ một một quýnh không chết anh em ạ. Hoàng không có đam. À đù. À đù, quên cộng một stun mới đúng. Quên coi stun của nó. Ui dở dở dở. Ê vẫn còn một cơ hội sửa sai. Vẫn còn một cơ hội sửa sai ở đây. Đừng có chết, đừng có chí mạng nha ba. Cái khúc này không cần chí mạng nè. Trời ơi, khúc không cần chí mạng là chí mạng. Đi. Má không cần chi mạng là chi mạng. Thật là hài hước quá. Thật là hài hước quá. Dở nào đâu quả nó đánh stun. Lấy Action Ball hai người này vô đập này chết khỏi tele. Mà hơn còn cái tele dịch chuyển qua bắn cái chết luôn. Mấy cái khúc đó bắn không chí mạng là execution đó là ngon rồi. Mai thật. Không cần chí mạng thì nó lại chí mạng. Game chơi đùa nhau rồi. Game mà đúng là đùa nhau rồi anh em ơi. Cơ tập này cũng khá là ổn áp.
tự nhiên bị cấm vận cái mình đánh hay hẳn anh em à, đánh hay hẳn. Cái lúc không bị cấm vận đánh ngu như con bò á. Mà như quả này hết cấm vận rồi, nãy hết cấm vận rồi, giờ vẫn có thể lấy đồ được mà thôi, để dành đợi báo cáo commander ấy. Nâng cấp hai kia, nâng cấp vũ khí áo giáp với lại dùng súng lên lên bậc 3 thì mình có thể kiếm đồ bậc 3, mình lấy đồ bậc 3 cho nó ngon, farm thêm xíu nữa. Có một bác sĩ level 3 luôn, nhưng mà này nó tới một sao à. Đừng nhìn cái này, nhìn đi đây mới đúng. Súng 5 đam, wow, kiếm 4 đam, 75% chặn. Bình thường kiếm kia chỉ có 50%, kiếm này tới 75%. Mà chặn được 2 lần, nếu mà nâng cấp lên. Còn mai mốt có hạt giống tím thì nâng cấp lên sẽ chặn được 2 lần. Nghe rất ngon, nhưng mà thôi đợi đầu 3. Chapter cộng 2 Weaver. Nghe rất là xịn sò ở đây. Xin hai đam chí mạng cận chiến, xin luôn, nên xin ông ta. Xin đi, chí mạng cái chém hơi phơi nên ông ta đến tiền trời, thôi xin luôn đi. Thì kiếm này sao, kiếm này 75. Súng này 5 đam. Súng này hơn mấy khẩu kêu 1 đam. Này do Hoàng cầm, Hoàng cầm được. Súng level 1. Thôi khổ đi anh em. Tôi phải gọi là kiềm chế gọi là mấy cái này. Không biết nên lấy cái này không, cộng phần trăm chí mạng. Nếu bỏ phần trăm chí mạng ra thì nó không có nổ chí mạng. Này nổ chiếc mạng người thêm đam. Cứ cầm đi. À, khỏi đi, ok khỏi đi. Ok quyết định rồi. Khỏi đi. Khỏi lấy cái giáp tơ luôn cũng được. Giáp tơ chạy nhanh là ok rồi. Ok lấy hoàng sĩ rồi. Tiết kiệm tiền. Rồi một đống người hương luôn. Ok đánh hay lắm. Mấy người này ok cho nghỉ ngơi phát. Mấy người còn 4 ngày nữa là hồi phục mà không cho hồi phục. Vô chi. Chi bán yểm trợ. Bán yểm trợ thì không cần lắm. Này là gì đây? Cộng thêm một slot war gear. Này là chuyển qua nhánh súng. Bắn yểm trợ à. Uchi được, còn bắn yểm trợ Uchi lê lính mà. Này là gì đây? À đù, cái này ngon. Cái này ngon, cái mấy cái auto sẽ kích hoạt thêm lần nữa. Kiểu giống như đây, mấy auto nè. Giống dịch chuyển cái hồi mỏ spawn đó. Tại vì mình có hai chi dịch chuyển lận. Nếu mà hình xui may mắn thì mình có thể hồi được tới 2 action bomb. Rồi xong rồi sẽ đẩy qua nhánh này vậy. Chém sức quyết à. Cần không trời. Nhánh súng này chắc không cần rồi đó. Silent à. Câm lặng à. Này lấy thêm có ba lô war gear cũng ok. Từ đẩy nhánh này trước đi. Bắn yểm trợ. Ba cấp nữa là mình nâng được 6 điểm nữa thôi. Mình lấy thêm cái ba lô war gear là ok đó. Shippo hay lấy bắn chả. Shippo thường là sẽ xài cây canon. Tại vì cây canon không, hiện tại không có phá giáp thì vẫn là đẩy cái nhánh này thôi. Yêu đảng. Đảng lấy thêm mấy chiêu biomancy thì có thể xài target Aniran. Này thì đầu lâu thì cộng thêm một gì nữa, một lần xài nữa. Ok, 5 ngày nữa hồi phục. Rồi. Cũng khá là ổn áp anh em à. Ngày 199. Thỏa này hết cấm vận rồi.
mình có phải đủ tiền để thuê sát thủ luôn. Nhưng mà khoan đi, từ đó tàu thì sao? Tàu vẫn đang nghiên cứu 8 ngày nữa. Cơ thì để làm sao chơi tiếp anh em à. Cơ thì hôm nay video tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu anh em thích hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau.